Thời báo xin kính chào quý khán giả đến với chuyên mục Sức khỏe và đời sống, được phát sóng trên kênh YouTube Thời báo Media. Chủ đề ngày hôm nay Thời báo sẽ nhắc đến đó là giảm dung nạp calo có thể giúp bạn sống lâu hơn. Chúng ta biết từ các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm được thực hiện trên nhiều loài động vật, chuột cống, chuột nhắt, ruồi giấm, giun sư nhỏ, rằng việc hạn chế lượng calo là một sinh vật tiêu thụ có thể làm tăng tuổi thọ, thậm chí tăng gấp đôi. Con người cũng vậy, nên giảm lượng calo nạp vào cơ thể để gặt hái được lợi ích. Một nghiên cứu mới do Medical News Today đưa tin trong tuần này đã tiến hành điều tra khả năng hạn chế calo ở người. Nó phát hiện ra rằng sự trẻ hóa của tuyến ức, một tuyến hỗ trợ hệ thống miễn dịch có liên quan. Hơn nữa, các nhà nghiên cứu đã xác định một gen mã hóa cho một loại protein cụ thể. BLA là một phần quan trọng trong câu đố hạn chế calo, một gen có vai trò quan trọng trong việc cho phép hệ thống miễn dịch và trao đổi chất giao tiếp. Một phát hiện khác là việc hạn chế calo không cần nghiêm ngặt như mức giảm 40% được sử dụng trong một số nghiên cứu trên động vật. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng chức năng tuyến ức có thể được duy trì ở mức khỏe mạnh bằng cách giảm lượng calo ở mức khiêm tốn 14%, một mức độ bền vững đối với những người trong một thời gian dài. Tuy nhiên, hạn chế calo không có nghĩa là bạn chỉ ăn ít hơn 15% đồ ăn vặt yêu thích của mình. Giờ đây, một nhóm do các nhà nghiên cứu từ Đại học Yale dẫn đầu đã nghiên cứu tác động của việc hạn chế calo ở người. Phát hiện của họ xuất hiện trên tạp chí Science cuối cùng đã dẫn đến những cách mới để kéo dài cuộc sống khỏe mạnh. Không giống như những chế độ ăn kiêng giảm cân, một chế độ ăn kiêng hạn chế calo bao gồm việc giảm lượng calo nạp vào cơ thể theo thói quen trong một thời gian dài. Mọi người thường giảm cân, nhưng đây không phải là mục đích chính của việc hạn chế calo. Các nhà nghiên cứu bắt đầu điều tra xem việc hạn chế calo có mang lại lợi ích sức khỏe tương tự ở người như ở các động vật khác hay không. Họ cũng muốn xác định bất kỳ cơ chế nào đằng sau những lợi ích này. Người lớn khỏe mạnh. Trong hơn 2 năm, nhóm nghiên cứu chỉ đánh giá hơn 200 người, từ 21 đến 50 tuổi. Tất cả đều là những người tham gia thử nghiệm lâm sàng đánh giá toàn diện về tác dụng dài hạn của việc giảm lượng năng lượng sử dụng. Tất cả những người tham gia đều có chỉ số khối cơ thể từ 22,0 đến 27,9, xếp họ vào nhóm khỏe mạnh không béo phì. Thử nghiệm việc giảm lượng năng lượng sử dụng đã cho thấy việc giảm các yếu tố nguy cơ về chuyển hóa tim mạch liên quan đến mức cholesterol và huyết áp trong nhóm này. Ảnh hưởng đến tuyến ức. Các nhà nghiên cứu đã xem xét tác động của việc hạn chế calo đối với tuyến ức. Tuyến này nằm trong ngực, ngay trên tim, là một phần của hệ thống miễn dịch. Tuyến ức sản xuất tế bào T, tế bào bạch cầu cần thiết để chống lại nhiễm trùng. Các hóc môn do tuyến ức tiết ra sẽ ức chế quá trình lão hóa. Khi con người già đi, tuyến ức của họ trở nên béo và nhỏ hơn và nó tạo ra ít tế bào T hơn. Người lớn tuổi dễ bị nhiễm trùng hơn vì điều này làm giảm khả năng miễn dịch. Các nhà khoa học đã thực hiện quét MRI tuyến ức của những người tham gia. Họ phát hiện ra rằng những người có chế độ ăn hạn chế calo có thể tích tuyến ức hoạt động nhiều hơn so với những người có chế độ ăn không thay đổi. Tuyến ức của nhóm ăn kiêng hạn chế cũng ít chất béo hơn và tạo ra nhiều tế bào T hơn so với những tuyến ức của nhóm ăn kiêng hạn chế. Mặc dù tuyến ức đang được trẻ hóa nhưng không có thay đổi nào đối với các tế bào miễn dịch mà tuyến này đang sản xuất. Thay đổi chất béo trong cơ thể. Sau đó thì các nhà nghiên cứu xem xét chất béo cơ thể hoặc mô mỡ là chìa khóa cho hoạt động của hệ thống miễn dịch. Một số tế bào miễn dịch trong mô này có thể gây ra phản ứng viêm khi được kích hoạt sai. Họ đã tìm thấy những thay đổi trong biểu hiện gen của mô mỡ với một số gen bị ức chế ở những người có chế độ ăn kiêng hạn chế. Các nhà khoa học đã nghiên cứu sâu hơn về những thay đổi này để xem liệu chúng ta có dẫn đến tác dụng có lợi của việc hạn chế calo hay không. Gen chính. Gen dường như có liên quan đến những hiệu ứng này là gen BLA2G7, một loại protein được sản xuất bởi các tế bào miễn dịch được gọi là đại thực bào. Để kiểm tra lý thuyết của họ rằng
BLA-227 gây ra tác động của việc hạn chế calo, họ đã xóa gen mã hóa protein này ở chuột. Những con chuột này cho thấy ít tăng cân do chế độ ăn uống, ít viêm nhiễm do tuổi tác hơn, và quan trọng là chức năng tuyến ức cũng cải thiện như nhau. BLA-227 là một trong những tác nhân gây ra tác động của việc hạn chế calo, cải thiện chức năng miễn dịch, giảm viêm và thậm chí có khả năng tăng cường tuổi thọ khỏe mạnh. Thay đổi để hạn chế calo. Hạn chế calo có thể gây hại cho một số người, và vận dụng BLA-227 có thể mang lại lợi ích mà không cần hạn chế. Nếu việc hạn chế calo không được giải thích cặn kẽ cho những người quan tâm đến việc sử dụng nó, kỹ thuật này có thể gây ra rủi ro cho sức khỏe tổng thể. Hạn chế calo không có nghĩa là bạn bớt 15% đồ ăn vặt yêu thích, mà bạn phải chú trọng đến các phẩm chất của số calo bạn dung nạp vào cơ thể. Bạn phải đoán chắc số calo đó là từ các nguồn thực phẩm giàu chất dinh dưỡng. Thưa quý khán giả, chủ đề giảm dung nạp calo có thể giúp bạn sống lâu hơn tạm khép lại chương trình Sức khỏe và đời sống của Thời báo Media ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong những chủ đề tiếp theo, được phát sóng mỗi tuần trên kênh YouTube Thời báo Media.